Vâng, Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cách sử dụng máy đo huyết áp Microlite dòng đơn giản nhất nha. Thì cái dòng đơn giản là chúng ta chỉ có một nút thôi, đo và tắt một nút này, và không tắt thì 30 giây tự tắt cả nhà ha. Tuy là dòng đơn giản nhưng nó cũng có đầy đủ tính năng của một máy huyết áp cần thiết, đó là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và nhịp tim. Ngoài ra nó còn có một cái tính năng rất là hay, đó là cảnh báo tim đập loạn nhịp luôn. Và khi mà hết pin thì sẽ có một cái đèn báo là của cái viên pin là hết, để cả nhà có thể thay pin ha, hoặc là pin yếu. Thì máy này chính hãng của nó giá là 800 ngàn cả nhà ha. Mã của nó là 3NZ1. 3NZ1 đó. Thì giá của hãng là 800 ngàn nếu mà chúng ta mua chính hãng. Và khi mà mua chính hãng thì chúng ta sẽ được bảo hành là 5 năm và vòng vấn là 2 năm. Nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì trong 5 năm chúng ta sẽ được đổi máy mới luôn nha cả nhà. Đó, mặc dù máy này là dòng phổ thông nhưng mà có đầy đủ cái quyền lợi về bảo hành đổi máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui máy nha. Đây là dòng phổ thông rẻ tiền nên là chúng ta đo huyết áp, nếu mà mình có điều kiện thêm một xíu thì chúng ta nên mua dòng cao cấp hơn xíu. Tại vì ngoài chức năng đo huyết áp nè, mình có thể có chức năng bộ nhớ để mình xem lại và ngày giờ nhớ. Ví dụ như ở nhà mình, ông bà cha mẹ mình đo, mình có thể về kiểm tra lại, mình xem lại. Và ngoài ra thì những dòng cao cấp hơn thì còn có chức năng là rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ cả nhà ha. Thì trong những video khác trên kênh Sức Khỏe 60 giây Hoàng Sơn có chia sẻ rồi, cả nhà mình có thể xem thêm. Hoặc là cả nhà mình cần tư vấn thì gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên dưới của cái tiêu đề video này ha. Rồi bây giờ mình xem máy nha. Cả nhà thấy cái máy rất là gọn đẹp ha. Mình sẽ có một cái nút nhấn nè, đo và tắt. Rồi một bên là cắm dòng quấn ha, bên còn lại là cắm vào để xài điện. Chúng ta nếu mà xài điện thì thay pin, chúng ta nên mua cái cục biến điện của chính hãng nha, để không bị hư máy và được bảo hành. Rồi mình sẽ có cái hộp pin phía sau, bây giờ mình sẽ lắp pin vào nha. Đối với những cái dòng máy mà có nhiều tính năng á thì nó sẽ có thêm nút nhấn, thì chúng ta sẽ cài đặt ngày giờ hoặc là có thể lựa chọn những chức năng khác. Còn cái dòng máy này thì đơn giản là chúng ta chỉ lắp pin vào và đo thôi. Rồi lắp pin vào ha. Rồi cái máy này thì nó có chức năng là bộ nhớ của một lần cuối cùng, khi mình đè mình giữ nút mua khoảng 5-10 giây thì mình sẽ xem được cái bộ nhớ của lần cuối cùng ở nhà ha. Rồi dòng quấn nè, đi theo máy thì chúng ta sẽ có phiếu bảo hành, pin và dòng quấn và một cái túi đựng nữa. Rồi bên trong chúng ta sẽ có hướng dẫn tiếng Việt luôn cả nhà ha, có đầy đủ thông tin và phiếu bảo hành bên đây, có sổ và tài liệu tham khảo về huyết áp, đường huyết, có những cái bảng giá trị bên đây chúng ta có thể so sánh thêm, bảng so sánh huyết áp theo độ tuổi. Rồi bây giờ mình sẽ, trước khi đo đó mình nên ngồi nghỉ 5-10 phút ha, để cho sức khỏe mình nó ổn định lại, khi đo thì ra kết quả nó mới tin cậy. Chứ còn khi mình đang mệt hoặc là mới đi làm về thì mình đo huyết áp mình nó cao, nó sẽ không có nói lên được cái sức khỏe bình thường mình nó tốt hay không. Và khi đo để mà để so sánh, ví dụ trong một ngày đó mà mình theo dõi, mình đo để kiểm tra sức khỏe và uống thuốc á, mình có thể đo bất kỳ khúc nào cũng được, lúc nào cũng được luôn. Và mình chỉ tốn pin thôi chứ không có tốn gì khác. Nhưng mà bộ pin xài được rất là nhiều lần ha, cả ngàn lần. Rồi nếu mà mình đo theo dõi trong tuần hoặc trong tháng thì cả nhà mình nên đo cùng thời điểm trong ngày. Ví dụ hôm nay đo buổi sáng tầm 8 giờ 9 giờ gì đó thì ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng vậy, thì mình mới kiểm tra được sức khỏe trong tháng mình thế nào ha. Rồi bây giờ mình, nếu mà cái áo mình mỏng mình sẽ để luôn, còn áo dày thì mình nên mặc áo ngắn tay cả nhà ha. Mình vanh dòng quấn ra nè. Rồi dòng quấn bên tay trái gần tim ha. Và tư thế mình ngồi giống như ngồi đang làm việc hoặc là đang ngồi trên bàn ăn. Rồi mình sẽ kéo cái vòng quấn vừa khít thôi, không cần siết mạnh đâu. Đó, vừa khít vậy nè. Cọng dây nằm giữa tay cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái vòng quấn vào bên hông. Khi đo thì mình không nói chuyện nha. Hoàng Sơn sẽ để máy tự chạy để cho cả nhà mình thấy cái máy hoạt động như thế nào. Đó. Rồi mình sẽ bắt đầu đo. Rồi, máy sẽ bơm nha.
Rồi, ra kết quả, cả nhà mình sẽ bắt đầu mình sẽ đọc giá trị nha. Và khi đo xong thì mình có thể tháo vòng quấn ra để cho cơ thể mình nó thoải mái. Rồi nếu mà như cả nhà mình có thể đo lại lần hai thì cách khoảng 1-2 phút để cho máu mình nó lưu thông lại. Và những cái dòng cao cấp thì chúng ta không cần luôn. Nếu mà chúng ta muốn đo hai lần liên tiếp thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút chức năng đo tự động. Chọn vào đó thì mình có một chức năng là đo một lần giống như vậy, và một chức năng là đo trung bình. Thì mình bấm một cái máy tự động siết lại ra kết quả xong, rồi sau nó siết lại lần thứ hai, đó nó sẽ lấy trung bình, thì cái độ chính xác càng cao luôn. Rồi bây giờ mình sẽ xem vào bảng giá trị nha. Con số trên cùng là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại, con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim thình to ra, và dưới cùng là nhịp tim bao nhiêu lần đập trên phút, ví dụ từ 60 đến 90 chúng ta thường thấy. Rồi bây giờ mình sẽ ra vào cái bảng như thế này đó. Thì huyết áp là, đây là bảng tham khảo thôi nha, tại vì mỗi người thì huyết áp khác nhau, lứa tuổi khác nhau và giới tính, thì mình sẽ có một cái bảng phù hợp. Ví dụ bình thường mình cảm thấy mình khỏe, mình đo mỗi ngày là huyết áp mình 11, thì khi mà lên tới 13, 14 là huyết áp cao. Nhưng mà bình thường mình đo huyết áp mình là 10 thì nó lên tới 13 thì cũng có thể gọi là huyết áp cao rồi, nên cả nhà mình chú ý nha. Ví dụ ở đây mình sẽ tra vào cái bảng này đó. Cái dãy số lớn mình tra bên số lớn và dãy số nhỏ tra số nhỏ, mình sẽ biết là huyết áp mình bình thường hay không. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ xem về cách sử dụng dòng máy đơn giản của Microlife, mặc dù dòng rẻ tiền nhưng mà cũng theo tiêu chuẩn của Microlife, của cái hãng này cũng khá là nổi tiếng và được bảo hành 5 năm chính hãng, và đổi máy mới khi mà bị lỗi do nhà sản xuất cả nhà ha. Rồi còn nếu mà cả nhà mình muốn tư vấn thêm những cái dòng cao cấp hơn, ví dụ cũng 5 năm đó mình mua một cái máy tầm khoảng 800, hoặc là mình mua một cái máy tầm khoảng 1 triệu mấy, 2 triệu, thì trong 5 năm đó cả gia đình mình được xài cái dòng máy cao cấp ha, và rất là nhiều chức năng hỗ trợ, ngoài đo huyết áp còn có thể kiểm tra tim loạn nhịp nè, rồi kiểm tra về rung tâm nhĩ, cảnh báo sớm đột quỵ nữa. Rồi cả nhà mình có cần thì cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của Hoàng Sơn để tư vấn thêm nha. Các thiết bị về y tế, máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy xông mũi họng, máy massage và tất cả các dòng máy mà có thương hiệu và uy tín tại Việt Nam. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.